nguồn cung bất động sản mất cân đối, thiếu hụt sản phẩm vừa túi tiền, được xác định là một trong những nguyên nhân khiến giá nhà đất tăng đột biến thời gian qua. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, nguồn cung những tháng cuối năm đang dần được cải thiện. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ có gia tăng nguồn cung thì giá bất động sản mới có thể giảm và thị trường sẽ phát triển bền vững. Tính đến nay, nguồn cung căn hộ đang tăng trưởng tích cực. Số lượng căn hộ mở bán mới khoảng 11.000 căn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Nhưng số dự án mới mở bán vẫn còn thấp so với giai đoạn 2016-2019. Tại Hà Nội, nguồn cung mới căn hộ chung cư chỉ bằng 1/2 đến 1/3 nguồn cung nếu so với giai đoạn 2018-2019. Trong khi nhu cầu mua để ở gia tăng tích cực, thì nguồn cung hiện tại vẫn còn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá bán chung cư tăng nhanh, thậm chí bị đẩy cao chóng mặt. Cả thị trường sơ cấp và thứ cấp cũng ghi nhận tăng trên 20% so với cùng kỳ 2023. Với cái thị trường sơ cấp, chúng ta biết là cái nguồn cung cũng tăng trưởng khá, thì có một cái sự tập trung lớn về cái phân khúc cao cấp. Và với cái sự tập trung lớn của phân khúc cao cấp chiếm tới 70% tổng nguồn cung của thị trường trong nửa đầu năm, thì đã đưa cái giá trung bình của thị trường sơ cấp cao hơn mặt bằng giá trung bình của thị trường sơ cấp cùng kỳ năm 2023 lên tới mức 25%. Thì với cái ngưỡng giá này, thì cái giá trường sơ cấp của chung cư Hà Nội đang gần tiệm cận với cái giá sơ cấp trên thị trường chung cư Thành phố Hồ Chí Minh, vốn là có cái mặt bằng giá cao hơn tại Hà Nội trong nhiều năm. Nhận định thị trường cho thấy giá chung cư đang ở ngưỡng cao phi lý, nguy cơ bong bóng bất động sản rất dễ xảy ra khi giá bán cao hơn giá trị thực. Khan hiếm nguồn cung đang tập trung chủ yếu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc có tới 70% tổng nguồn cung là phân khúc cao cấp cho thấy sự mất cân đối của thị trường, trong khi phần đông người có nhu cầu đều có mức thu nhập trung bình và thấp. Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng khuyến nghị là nhà nước, chính quyền thành phố Hà Nội cần phải quan tâm, cần phải thúc đẩy để làm cho sự mất cân đối này nó được triệt tiêu bằng việc là ưu tiên phê duyệt, xem xét đưa các cái dự án, đặc biệt là những dự án nhà xã hội, những dự án cho người bình dân thì cần phải được giải quyết nhanh hơn để nó tăng cái nguồn cung vào thị trường. Thì rõ ràng là nó sẽ làm cho cái thị trường ấy nó có cái chất lượng tốt hơn và ổn định hơn. Bộ Xây dựng cho biết trong quá trình thanh tra giả soát gỡ khó cho các dự án bất động sản, đến nay trên phạm vi cả nước đã xem xét xử lý 146 văn bản kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân liên quan đến hơn 191 dự án. Trong đó, Hà Nội có 404 dự án được giả soát, phân loại khó khăn, vướng mắc. Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố danh sách các dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán trên địa bàn tính đến hết 28 tháng 8. Như vậy, nguồn cung nhà ở tại thủ đô sẽ được bổ sung thêm khoảng 5.300 căn tại 9 dự án. Cùng đó, các dự án hạ tầng cũng như khu đô thị mới được triển khai tại các khu vực vùng ven đô như Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức cũng sẽ giúp thị trường nhà ở tại các khu vực này có những bước phát triển tích cực. Theo các chuyên gia, khi luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực, nguồn cung dự kiến sẽ tăng lên, giải quyết triệt để câu chuyện tăng giá. Thị trường sẽ giảm nhiệt và điều tiết lại để phát triển lành mạnh, bền vững.